Hội đồng trẻ em huyện Mèo Vạc gồm 31 thành viên, trong đó 19 nữ, 12 nam là học sinh các trường trung học cơ sở và tiểu học đại diện cho trên 23.000 trẻ em trên địa bàn. Các em đều là những học sinh tiêu biểu, cán bộ chỉ huy liên chi đội, thành viên các câu lạc bộ, đội tuyên truyền măng non, phát thanh măng non, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi dân tộc. Và điểm chung là các em đều có ảnh hưởng tích cực đến thiếu nhi tại địa phương. Trong năm 2022-2023 đã kiện toàn các thành viên hội đồng trẻ em, trong đó đã bầu em Trần Mai Diệp, trường tiểu học thị trấn Mèo Vạc, giữ chức chủ tịch hội đồng trẻ em huyện. 31 thành viên của hội đồng trẻ em được lựa chọn đều là những em có phẩm chất, đạo đức tốt, có thành tích học tập tốt, cũng như là có cái kỹ năng làm việc nhóm, cũng như là kỹ năng thuyết trình, cũng như là có các cái năng khiếu và tích cực tham gia vào các cái hoạt động xã hội và hoạt động đội trong nhà trường cũng như là ở tại địa phương. Trong năm tài chính 2022, huyện đoàn Mèo Vạc và văn phòng Plan Mèo Vạc tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án Hội đồng trẻ em huyện Mèo Vạc giai đoạn 2020-2023 với nhiều hoạt động thiết thực gắn với công tác truyền thông cho trẻ em được tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ. Các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho ban tham vấn, các thành viên hội đồng trẻ em, giáo viên cốt cán, cán bộ làm công tác liên quan đến chăm sóc và bảo vệ trẻ em với nhiều nội dung, hình thức phong phú với các cuộc hội thảo và các lớp tập huấn, như tập huấn nâng cao kỹ năng và thực hành thúc đẩy sự tham gia của trẻ vào các vấn đề của trẻ em. Tập huấn cho giáo viên tổng phụ trách về an ninh an toàn trên không gian mạng. 3 lớp tập huấn sử dụng bộ công cụ, kiểm chứng thông tin thu thập được. Tập huấn cho hội đồng trẻ em về kỹ năng lãnh đạo, thuyết trình, trình bày, tập huấn triển khai mô hình hội đồng trẻ em đến các ban ngành đoàn thể, tập huấn cho hội đồng trẻ em huyện Mèo Vạc về kể chuyện qua ảnh, tập huấn đội ngũ cốt cán, các giáo viên về phòng chống xâm hại và bóc lột trẻ em. Sau khi được huyện đoàn và tổ chức plan tập huấn hội đồng trẻ em, thì về đơn vị cơ sở thì chúng tôi cũng đã triển khai cho các thành viên của hội đồng trẻ em thì tiến hành thu thập thông tin dựa trên cái mã QR mà đã được cung cấp. Sau đó thì một số những cái hoạt động của mô hình trẻ em tại cơ sở đó là tổ chức cho các em những cái buổi ngoại khóa như là diễn đàn tham dự về quyền của trẻ em và những cái vấn đề mà trẻ em hiện nay đang gặp phải, ví dụ như là xâm hại tình dục này, bóc lột sức lao động và một số vấn đề khác, thì các em tham gia cũng rất là nhiệt tình và nhận được sự hưởng ứng của các đồng chí giáo viên chủ nhiệm cũng như là các bộ phận chuyên môn của nhà trường cũng cùng chung tay vào trong những cái hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ và trong những cái vấn đề của trẻ. Với mục đích trưng cầu ý kiến của trẻ về thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn huyện, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động, tổ chức cuộc tiếp xúc đối thoại, đề xuất những ý kiến tâm tư nguyện vọng của trẻ em đến với đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, các thành viên trong Hội đồng Trẻ Em đã triển khai hoạt động thu thập thông tin của Hội đồng Trẻ Em tại các xã Lũng Pù, Cán Châu Phìn, Giàng Châu Phìn, Bả Vi, Sùng Máng, Lũng Trinh, thị trấn Mèo Vạc và hoạt động truyền thông về luật trẻ em tại Khâu Phai, Cán Châu Phìn, tổ chức tổng hợp thông tin thu thập được, viết báo cáo chuẩn bị cho cuộc họp tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Hội đồng Nhân dân huyện với Hội đồng Trẻ Em huyện Mèo Vạc. Các em đã trực tiếp đến gặp các đối tượng để các em thu thập thông tin và thu thập được đầy đủ rất là nhiều những cái thông tin cần thiết trong cái phiếu đánh giá, và sau khi mà đánh giá xong thì thu thập thông tin xong thì chúng tôi nộp lại cho Hội đồng Trẻ Em của huyện để cho Hội đồng Trẻ Em của huyện tổng hợp lại và có ý kiến với lại ban lãnh đạo cấp trên ạ. Tôi thấy đối với chúng tôi là hoạt động rất chi là tích cực, các hoạt động diễn ra sôi nổi, hào hứng, mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là các em trong Hội đồng Trẻ Em đã tự tin hơn, mạnh dạn hơn khi đi lấy phiếu khảo sát. Đối với các em học sinh trong trường thì các em học sinh cũng là tự tin khi trả lời các câu hỏi của các em trong Hội đồng Trẻ Em đến khảo sát, cũng nói lên và qua những câu hỏi đó là các em cũng nói lên được tâm tư nguyện vọng của các em, muốn lên nói lên điều gì và biểu đạt qua các câu trả lời của các em. Đối với các câu trả lời của các em thì ba em trong Hội đồng Trẻ Em cấp huyện và cũng như là thầy tổng phụ trách đã tổng hợp lại và gửi lên ban giám hiệu nhà trường và cũng như là các hội đồng trẻ em cấp huyện và các bác các lãnh đạo trong huyện.
huyện đoàn Mèo Vạc đã phát 1.240 phiếu trưng cầu ý kiến của trẻ cho 31 thành viên hội đồng trẻ em để thu thập thông tin của trẻ từ 9 đến 16 tuổi tại địa phương mình. Qua biểu tổng hợp kết quả thu thập thông tin cho thấy phần lớn trẻ em được khảo sát có 40 đến 90% các học sinh được hưởng các quyền được bảo vệ của trẻ em. Tuy nhiên, đối với một số em là người dân tộc thiểu số vẫn bị hạn chế một số quyền nhất định như quyền bí mật đời sống riêng tư, quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động, quyền vui chơi giải trí, quyền được bảo vệ không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, quyền được người lớn bảo vệ khi gặp thiên tai, hỏa hoạn, quyền được sống chung với cha mẹ. Qua phiếu thông tin, em mong muốn rằng các bác lãnh đạo sẽ xây thêm nhiều các khu vui chơi để chúng em có thể phát triển năng khiếu như là sân đánh cầu, sân đánh gôn, sân đá bóng ạ. Các bạn hãy nhắc về những quyền bí mật và sống riêng tư của các bạn ý. Có những vài phụ huynh vẫn hay kiểm tra điện thoại, không để cho các bạn sự riêng tư của mình ạ. Và về quyền được bảo vệ bị bóc lột sức lao động, các bạn vẫn còn bị bố mẹ hay bóc lột sức lao động quá mức. Hoặc là có những bạn không có bố mẹ đi làm thuê như kiểu là bốc vác, thì những người đó hay sai bạn những công việc nặng nề hơn sức của bạn. Cũng qua khảo sát có trung bình trên 85,5% trở lên, trẻ em có các mong muốn trong thực hiện quyền được bảo vệ của trẻ em như mong muốn sống trong một ngôi nhà an toàn, môi trường không bị ô nhiễm, nhà vệ sinh sạch sẽ, có điện, nước, có bố mẹ quan tâm chăm sóc, có người thường xuyên thăm hỏi, ăn cơm vui vẻ bên gia đình, có người bảo vệ, hỗ trợ, dạy cách tìm sự giúp đỡ khi có những nguy hiểm đến gần. Khi được thảo luận, trao đổi, giao lưu tìm hiểu các nhóm quyền sống còn, bảo vệ, phát triển và quyền tham gia, hầu hết các bạn học sinh đều không nắm được các quyền của trẻ em. Mặc dù các nhà trường cũng có tổ chức hoạt động diễn đàn, hội thi tìm hiểu về luật trẻ em, các kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, nhưng chưa thực sự là đủ để các bạn thiếu nhi hiểu biết về các quyền. Ngoài ra, một số ít có biết luật trẻ em thông qua TV, sách báo, tuy nhiên không nắm bắt được thông tin bản thân mình có những quyền gì. Thông qua việc thu thập và tổng hợp thông tin, các em có cơ hội thể hiện góc nhìn của mình trong cuộc sống, có cơ hội đề xuất giải quyết những vấn đề mà mình nêu ra là cầu nối liên kết thiếu nhi với các đồng chí lãnh đạo, cơ quan chính quyền, giúp hiểu rõ về thiếu nhi thông qua góc nhìn của chính các em. Từ khi triển khai các hoạt động của Hội đồng Trẻ Em, các bạn học sinh đã tích cực hợp tác và tham gia, từ đó thể hiện quyền của trẻ em, thể hiện quyền tham gia của mình, và trong các chúng em có được cơ hội thể hiện góc nhìn trong cuộc sống, đồng thời giải quyết các vấn đề mà mình nêu ra. Những vấn đề mà chúng em quan tâm đều được giải quyết một cách nhanh chóng và triệt để. Hội đồng trẻ em là cầu nối liên kết giữa chúng em và cô chú lãnh đạo, hiểu rõ chúng em qua góc nhìn của chúng em. Thực tế cho thấy hiện nay các cấp, ngành, cộng đồng, nhà trường và xã hội vẫn chưa thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền, truyền thông về quyền trẻ em, đặc biệt là trong trường học và địa bàn các thôn bản. Hiện nay việc truyền thông, truyền tải một cách có hiệu quả đến cho đối tượng cần truyền thông còn rất hạn chế. Phần lớn trẻ em ở nông thôn hiện nay không biết được mình có quyền gì. Tương lai của trẻ em phụ thuộc vào suy nghĩ, nhận thức, thái độ của người lớn hôm nay. Cha mẹ và gia đình luôn giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quyền bảo vệ của trẻ em. Để trẻ em được thực hiện tốt các quyền được bảo vệ, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền, truyền thông rộng rãi về quyền trẻ em tới nhiều đối tượng. Đổi mới cách thức, phương thức tổ chức để trẻ em nắm bắt, hiểu rõ mình có những quyền gì. Thường xuyên quan tâm tạo sân chơi kiến thức, diễn đàn, hội thi tìm hiểu về quyền trẻ em, kỹ năng bảo vệ chăm sóc trẻ em trong nhà trường, cộng đồng, tạo điều kiện để trẻ em có cơ hội trao đổi, nắm bắt thông tin, được đưa ra ý kiến, kiến nghị chính đáng để bảo vệ quyền trẻ em. Thường xuyên quan tâm để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của trẻ em, góp phần giúp cho trẻ em được phát triển toàn diện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát về trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em, chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Huyện Mèo Vạc hiện nay có trên 23.000 trẻ em, trong đó có 18.760 thiếu niên nhi đồng đang học tập sinh hoạt trong 35 liên đội trường học. Tỷ lệ trẻ em ở vùng nông thôn chiếm trên 95% trong toàn huyện.
Tuy đã được các cấp lãnh đạo trong huyện quan tâm, nhưng việc thực hiện quyền trẻ em hiện còn gặp nhiều khó khăn trở ngại do ảnh hưởng bởi nhiều mặt về kinh tế, xã hội, tâm lý. Tại một số địa phương, khái niệm quyền trẻ em vẫn còn rất mới mẻ, chưa tạo được môi trường riêng biệt để các em được bày tỏ ý kiến, tâm tư nguyện vọng của mình. Việc nắm vững và thực thi pháp luật của bộ phận người dân còn hạn chế, bị ảnh hưởng bởi một số phong tục tập quán lạc hậu, xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa, đòi hỏi cần quan tâm nhiều hơn đến việc thực hiện quyền trẻ em,